Anh tú gây sốt với diện mạo mới, xuống phố nhảy nhót. Dân mạng bất ngờ gọi tên Diệu Nhi. Ông xã Diệu Nhi lại tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao với hình ảnh mới của mình. Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây ông xã Diệu Nhi tiếp tục khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi đăng tải đoạn clip nhảy nhót ở giữa đường phố. Cụ thể, trong lúc đang đảo bước trên phố và uống vội cốc nước, nam ca sĩ đã thực hiện vài điệu nhảy ngẫu hứng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Những động tác mà anh Tú thực hiện rất đổi đơn giản, thế nhưng điều khiến đoạn clip của anh chàng nhận về hàng triệu lượt xem đó chính là nhan sắc điển trai, không góc chết của anh Tú. Mặc dù đã có vợ, những mỗi lần xuất hiện trên bất kỳ trang mạng xã hội nào, ông xã Diệu Nhi cũng đều gây sốt vì vi dù hoàn hảo đến từng mm của mình. Bên dưới đoạn clip của anh Tú, Ngoài những lời khen dành cho nhan sắc ngày một thăng hạng, khiến nhiều fan nữ không thể kìm lòng thì đã có không ít ý kiến bất ngờ gọi tên Diệu Nhi khiến nhiều người tò mò. Cụ thể, một số cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn cho rằng có phải nữ diễn viên chính là người đã xúi dục ông xã đổi kiểu tóc mới đầy lạ lẫm này hay không? Bởi trước đó không ít lần Diệu Nhi đã chia sẻ với khán giả rằng cứ mỗi khi cô nàng xem phim hay bắt gặp một kiểu tóc nào mới, đang thịnh hành thì y như rằng sẽ bắt anh Tú để tóc giống hệt các nhân vật mà cô nàng yêu thích, thế nên với bộ tóc mới lần này của anh Tú, không ngoài khả năng chính là do Diệu Nhi đứng sau. Sau khi kết hôn cùng Diệu Nhi, anh Tú là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, mặc dù đã chính thức về chung nhà được một khoảng thời gian, thế nhưng tần suất cả hai xuất hiện cùng khung hình hay có những màn bắt chen, nhảy nhót cùng nhau thì đều rất nhỏ giọt. Với lối tính cách hài hước không kém phần lầy lội, người hâm mộ không khỏi mong chờ vào một màn nhảy nhót của cặp vợ chồng này trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.